cái thứ hai nữa là cái lịch thực hành của môn học của mình. Thì phòng đào tạo cũng nói là giờ sắp đi song song với lại cái thực hành, cho nên là hôm nay cô phải tập huấn cho các bạn cái phần các bạn thực hành của môn học. Tuy nhiên thì nó cũng có cái khó và cũng có cái phần có thể chấp nhận được, đó là chúng ta có cái bài thực hành quản lý và xử lý chất thải y tế ở tại trạm y tế, cho nên là kết hợp và các bạn đi cộng đồng, thì sau cái thời gian các bạn đi cộng đồng xong thì các bạn sẽ quay về trạm y tế và các bạn tìm hiểu về cái tình hình quản lý và xử lý chất thải y tế tại trạm y tế để mình làm cái bài thực hành cho cái nội dung của quản lý và xử lý chất thải y tế. Còn cái bài thực hành thứ hai là liên quan tới sức khỏe nghề nghiệp, thì sau khi các bạn đi về sau khi thì cô sẽ sắp xếp cái lịch để cho các bạn làm cái bài thực hành thứ hai ha. Thì đối với cái thực hành cộng đồng thì nó lại chéo ngoe cái là lớp mình là IF học chung, nhưng mà thực hành cộng đồng thì cô hôm qua cô mới gậy thầy Hiệp đó, cô nói sao mà em chia mình nó không có nhất quán với nhau. Ví dụ như hai lớp đang đi chung thì đi thực hành cộng đồng cũng đi chung đi cho nó dễ. Thầy Hiệp đó là tại vì hai tuần này là coi như các bạn không có học, cho nên là chia riêng ra thì lại ghép là lớp lớp A với lớp H là đi trong tuần sau, rồi lớp tuần sau nữa là lớp lớp F với lớp G, có đúng không ạ? Rồi thì thôi bây giờ mình gọi là tùy cơ ứng biến ha. Thì hôm nay cô sẽ tập huấn cho cái lớp F, lớp H và chiều nay thì cô sẽ tập huấn cho lớp A với lớp G về cái nội dung là bài khảo sát về tình hình quản lý và xử lý chất thải y tế ở tại trạm y tế. Cái điều thứ hai nó cũng có cái bất cập nữa là cô hôm trước cô đã thông báo các bạn đó là chúng ta chia nhóm và chúng ta sẽ giữ nhóm lên, chúng ta phải làm bài thực hành. Tuy nhiên thì bây giờ nếu mà giữ cái nhóm như thế này thì các bạn sẽ không có huy động nhất với nhau được, tại vì cái danh sách mà các bạn đi cộng đồng các bạn đã lên là chia nhóm, mỗi nhóm là có 10, 11, 12 người gì đó, và mỗi nhóm có thể là đi ở trạm y tế này, nhóm khác có thể đi trạm y tế khác. Cho nên bây giờ tôi sẽ thống nhất là với cái bài tự học thì chúng ta giữ nguyên như cái nhóm hôm thứ hai vừa rồi tôi nói, nên các bạn làm bài tự học theo đúng như vậy. Và đối với cái phần thực hành thì chúng ta sẽ đi theo cái nhóm thực hành cộng đồng. Các bạn rõ chưa? Nha. Thì lớp khác cô đã thấy cái danh sách là chia nhóm rồi. Chia nhóm rồi thì chúng ta theo cái nhóm đó. Còn lớp khác thì hiện tại các bạn chưa đi, đã từng sao các bạn chưa đi thì các bạn trong chiều nay các bạn chia luôn nhóm, thì cũng giống như lớp khác là cũng chia nhóm là 11, 12 gì đó theo cái quy định của thực hành cộng đồng, và chúng ta sẽ giữ cái nhóm đó để chúng ta làm cái bài thực hành cho cái bài quản lý và xử lý chất thải y tế. Lớp em hiểu không ạ? Được ha. Nếu chúng ta không có làm theo cái nhóm mà tự học được, nên tại vì mỗi món các bạn chia nhóm lại, các bạn đi cộng đồng thì có thể một số các bạn đi ở xã này, một số các bạn đi lại đi xã khác thì nó không có nhất quán. Một cái điều tiếp theo cô cũng thông báo nữa là theo kế hoạch các bạn đi thực hành cộng đồng thì như cái đợt này thì chúng ta đi cô thấy danh sách là có 20 nhóm và đi tổng cộng là 6 xã phường, và như vậy thì có thể ở một xã phường nó có 3 nhóm đi chung, có thể là một xã phường có tới 4 nhóm đi chung, không thành vấn đề. Ở đây các bạn sẽ khảo sát chung ở tại trạm y tế đó, cả 3 nhóm làm ở một trạm y tế. Tuy nhiên thông tin thì nó giống nhau, nhưng mà cách viết, cách hành văn, cái cách báo cáo mỗi nhóm sẽ có đặc thù riêng, chứ không có copy toàn bộ 3 nhóm giống y như nhau được ha, cũng không là 3 nhóm làm một cái báo cáo được. Các bạn rõ chưa? Các thông tin thì chúng ta có thể là thu thập thông tin ở trạm y tế thì nó giống nhau, nhưng mà có một cái điều mà cô cũng đã từng gặp, đó là mặc dù 2-3 nhóm đi chung trạm y tế nhưng mà số liệu nó lại báo cáo lại khác nhau, thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề bất cập đó các bạn ha. Cô nói về cách hành văn, về cách báo cáo, về nội dung báo cáo các thứ thì nó có thể khác nhau, nhưng mà số liệu thì các bạn phải nhất quán ha. Nhất quán thì cái thứ nhất, và tại sao phải nhất quán, tại vì nó có một trạm y tế nè, mà mình ghi một người một cái nhóm thì ghi ở trạm y tế này có 7 nhân viên y tế, nhóm khác thì có 8 nhân viên y tế, hoặc là nhóm này ghi là ông này là trưởng trạm nhưng mà nhóm khác lại ghi là cái cô này là trưởng trạm thì nó sẽ không có đúng ha. Thì các bạn phải nhất quán như thế này thì để làm sao nhất quán thì các bạn phải nhớ là khi mà chúng ta phỏng vấn hay là chúng ta tham khảo số liệu thì
sẽ chia cái mỗi nhóm chia một phần ra để mà chúng ta ba nhóm đó là đi chung hoặc là hỏi chung một cái nội dung thì chúng ta mới có nhất quán được cái số liệu, được chưa? Ha. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái nội dung chúng ta thực hành. Bài thực hành là quản lý và xử lý chất thải y tế tại trạm y tế nha các bạn. Số lượng sinh viên mỗi nhóm thì như nãy cô nói các bạn đó là hiện tại mình có là 10 đến 12 sinh viên một nhóm. Thì đối với lớp H thì các bạn giữ nguyên theo nhóm phi hành đi cộng đồng. Còn lớp S thì chúng ta sẽ chia nhóm và chúng ta sẽ giữ nhóm đó để mỗi mốt các bạn đi cộng đồng luôn nha. Bộ môn thì cô với cô vào cô Nguyệt phụ trách cái phần hướng dẫn này cho các bạn. Khi các bạn đi cộng đồng thì các thầy cô hướng dẫn sẽ đi cùng với các bạn. Tuy nhiên là đối với cái nội dung này thì ở bộ môn là có cô Nguyệt, có cô Giàu, cho nên nếu trong quá trình các bạn đi mà có vấn đề gì khó khăn hay có cái gì mà các bạn cần thắc mắc thì các bạn cứ gọi điện cho cô hay cô Nguyệt hay cô Giàu gì cũng được. Nên tại vì những cái thầy cô phụ trách đi cộng đồng với các bạn thì chỉ nắm các bạn cộng đồng thôi chứ không thuộc bộ môn. Thời gian thực hành thì ngày hôm nay là cô tập huấn cho các bạn theo và ngày thứ ba các bạn sẽ đi cộng đồng đối với lớp H, và khả năng nếu không có gì thay đổi thì thứ ba tuần sau nữa thì lớp F với lại lớp G sẽ đi cộng đồng. Thì về mục tiêu thực hành ở đây thì chúng ta thấy là về kiến thức thì chúng ta cũng đã được hướng dẫn rồi trong cái bài quản lý và xử lý chất thải y tế đó, thì chúng ta mô tả được cái quy trình quản lý và xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế. Mục tiêu kiến thức thứ hai là chúng ta xác định được các cái bước tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát thu thập số liệu. Thì có lẽ là lần này là lần thực hành vào phần 1, coi như là cũng là lần đầu tiên các bạn đi cộng đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta kết hợp thì thực ra thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng cái bộ công cụ trước để chúng ta có sẵn một cái hành trang, và sau đó thì chúng ta sẽ xuống trạm y tế, chúng ta vừa có thể là phỏng vấn, có thể là khảo sát, quan sát các thứ để chúng ta thu thập các thông tin, và về thì chúng ta sẽ tổng hợp số liệu, phân tích và cái đầu báo cáo, đó là cái quy trình tiến hành một cái bước thực hiện cái cuộc khảo sát thu thập số liệu. Rồi về kỹ năng thì chủ yếu đối với thực hành thì chúng ta phải đạt được các cái kỹ năng như thế này các bạn, là thiết kế và sử dụng được bộ công cụ thu thập số liệu. Thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là thiết kế và xây dựng cái bộ công cụ thu thập số liệu như thế nào. Thứ hai nữa là quản lý, thứ hai là quan sát, ghi nhận, đánh giá việc phân loại quản lý xử lý chất thải y tế tại trạm y tế. Đây là cái các bạn có thể không cần phải chụp ảnh đâu, chút nữa cô sẽ in cho mỗi lớp một bản. Rồi các bạn cần thì các bạn photo lại. Chúng ta sẽ đi thực tế ở tại cơ sở y tế, đó là cụ thể là trạm y tế đó, để chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, cũng như là sau khi quan sát, ghi nhận, thu thập những cái thông tin đó xong thì về chúng ta sẽ đánh giá cái việc mà người ta phân loại chất thải y tế như thế nào, về người ta quản lý và xử lý chất thải y tế ở tại trạm y tế như thế nào. Mục tiêu số 3 là thu thập được các cái số liệu. Thì ngoài cái việc phỏng vấn, ngoài cái việc quan sát thực tế thì chúng ta có thể mượn các cái sổ sách, các cái tài liệu, các cái báo cáo của trạm y tế để chúng ta thu thập thêm được các thông tin liên quan. Rồi về xong thì chúng ta tổng hợp các cái số liệu, phân tích, xử lý để chúng ta viết cái báo cáo. Cái sản phẩm cuối cùng đó là chúng ta viết được cái bài báo cáo trình bày cái kết quả mà chúng ta đã quan sát.
ghi nhận được hay là khảo sát được. Còn về mục tiêu về thái độ thì ở đây là chúng ta thấy mục tiêu thái độ. Thứ nhất là nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của lần thực tập. Tại sao các bạn phải thực tập cái bài này? Thứ nhất là mình học lý thuyết rồi. Trên lý thuyết, ngay cả là Bộ Y tế quy định các cái thông tư, các cái quy định quyết định liên quan. Nhưng mà chúng ta cũng ở đây bộ môn tổ chức cho các bạn đi thực tế để các bạn thấy được là trong thực tế người ta đã làm nó như thế nào và có những cái bất cập gì, những cái thuận lợi khó khăn gì. Và quan trọng là nó là một cái môi trường mà sau này các bạn làm việc các bạn có thể gắn liền với nó, cho nên là rất là quan trọng và chúng ta cần phải triển khai cho các bạn đi thực hành. Và một cái điều nữa là yêu cầu là phải nghiêm túc thì những cái nội quy theo quy định của thực tập, tức là các bạn không được vắng, các bạn không được vắng bất kỳ buổi thực tập nào. Ví dụ như hôm nay là không được vắng nè, rồi buổi đi thực hành cộng đồng thì các bạn vừa thực hành cộng đồng và các bạn vừa thực hành về cái quản lý và xử lý chất thải y tế thì chúng ta không có được vắng. Theo cô biết thì thực hành cộng đồng các bạn sẽ đi phỏng vấn 5 người phụ nữ. Thì trong buổi sáng là các bạn làm xong rồi, còn lại buổi chiều thì chúng ta sẽ ở trạm y tế và chúng ta sẽ khảo sát các cái vấn đề liên quan tới quản lý và xử lý chất thải y tế. Và nhớ là nhóm trưởng quản lý nhóm mình không có được phép mà giao một số bạn làm, một số bạn là đi về, một số bạn làm chuyện khác thì cái đó là không được. Thực hành ở đây là mặc dù là tôi cho làm theo nhóm, tuy nhiên là mỗi cá nhân chúng ta sẽ đóng góp vô để chúng ta có được một cái bài thực hành hoàn chỉnh. Rồi, nội dung thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái kế hoạch, về cái tổ chức, về cái nội dung của cái bài thực hành, cũng như là các bước thiết kế và chuẩn bị thu thập số liệu như thế nào. Và đặc biệt nữa là cô hướng dẫn luôn cái cách viết báo cáo. Thực ra cái cách viết báo cáo là rất là quan trọng, là trong cái báo cáo chúng ta sẽ báo cáo những cái gì và nó là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái, thực ra nói thì nó giống như nó ngược, nhưng mà nó cái cách viết báo cáo, tất cả những nội dung báo cáo là cái đầu ra, là cái mục tiêu và chúng ta dựa vào đó để chúng ta xây dựng cái bộ công cụ thu thập thông tin cho nó phù hợp. Thì sáng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, sau khi cô hướng dẫn xong, hôm nay ngày mai ngày chủ nhật qua ngày thứ hai thì các bạn sẽ nộp cái bộ công cụ thu thập thông tin của nhóm các bạn xây dựng. Của nhóm các bạn xây dựng. Cho nên là tại sao mà cô nói cái nhóm ép đó, các bạn cũng phải chia nhóm. Các bạn chia nhóm ngay hôm nay là và chúng ta sẽ thực hành cái xây dựng cái bộ công cụ đó. Nhóm H thì các bạn đã có nhóm rồi, các bạn làm cái nhóm đó rồi. Và ngày thứ hai các bạn sẽ nộp cái bộ công cụ và ngày thứ hai tức là ngày thứ tư của cái chương trình thực hành của mình đó. Và ngày thứ năm tức là thứ ba ngày 5/3 là các bạn đi cộng đồng thì các bạn cũng sẽ đi thực hành cái nội dung này ở tại trạm y tế. Rồi sau đó về thì các bạn sẽ tổng hợp, các bạn viết báo cáo, tổng hợp xây dựng xử lý số liệu các thứ đó, các bạn viết cái báo cáo và các bạn sẽ nộp quỹ báo cáo đối với cái nhóm mà đi thứ ba thực tế này của ngày thứ H đó, thì các bạn sẽ nộp cái quỹ báo cáo vào ngày 15 tháng 3. Còn cái nhóm lớp F thì các bạn tuần sau nữa các bạn mới đi, tức là ngày 12 tháng 3 các bạn mới đi thì các bạn sẽ nộp cái quyển báo cáo vào ngày 22 tháng 3, tức là ngày thứ sáu. Rồi cái này các bạn rõ chưa? Rõ nha, nộp tại bộ môn ha. Rồi nội quy thì nãy cô nói rồi, tức là do thực hành là chúng ta không được bán bất kỳ buổi nào, cũng không có đi trễ. Các bạn mà đi trễ là các bạn sẽ bị trừ điểm, mà trễ hơn 30 phút nữa thì các bạn coi như là các bạn vắng luôn. Rồi đó là cô nói sơ lược về cái chương trình thực hành của chúng ta. Các bạn có hỏi gì không? Về lịch trình ha. Rồi bây giờ tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các phần thực hành và cụ thể hơn là cô nói luôn các bạn. Rồi. Không có đăng ký đi thực hành cộng đồng. Có bao nhiêu bạn? 2-3 bạn đã có mặt ở đây không? Các bạn có thể đứng lên hay là ngồi khi
nhưng cô không thấy rõ các bạn đứng lên để cô giải quyết vấn đề này luôn. Mấy bạn có một bạn thôi à, bạn đây, của em là của 46 phải không à, bạn kia là của K46 luôn hả à, 46. Như vậy thì bây giờ hai em, một là hai em sắp xếp đi với lớp rồi. Bây giờ cái chuyện thực hành cộng đồng thì tụi em có đăng ký hay không thì cái đó là cô không có giải quyết vấn đề gì đó hết, nhưng mà bây giờ đối với thực hành môn học thì bây giờ các em muốn là mình có được cái điểm thực hành của cái môn học này thì bắt buộc các em phải đi theo cái nhóm của lớp lớp H. Hiện tại là em đang ở nhóm nào của lớp H? Em sao lắc đầu, hôm trước là mình đã chia nhóm rồi đó, tức là cái lớp nhóm mình làm bài và tự học đó. Nhóm 4, em nhóm 2, cho cô hỏi hả? Nhóm 3, cho cô hỏi nhóm 3 đi thực hành cộng đồng và có bao nhiêu bạn? Nhóm 3 thực hành cộng đồng, đúng rồi. Trời, lớp mình hai cái em có nhóm 3, nhóm 4 coi là có bao nhiêu bạn thôi. Nhóm 3 đó chưa chắc có những người trong nhóm 3. Nhóm 4. Rồi bây giờ hai bạn thầy vô nhóm 4 luôn nha. Rồi thì cô thống nhất là hai bạn thầy sẽ đi cùng với nhóm 4. Thì có thể em sẽ liên hệ với các bạn bạn nhóm trưởng nhóm 4. Thì em không phải đi buổi sáng khi mà đi cộng đồng, nhưng mà em sẽ hẹn cái giờ khi có thể khoảng 9-10 giờ hay là 1 giờ gì đó là em sẽ quay xuống, em xuống trạm y tế để em làm cái bài thực hành chung với cái nhóm kia. Tại vì nếu chúng ta không làm bài thực hành thì chúng ta không có được kiến thức, đó cho nên là bắt buộc em phải kết hợp nha. Rồi được nha. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Lớp F có gì khác biệt không? Lớp F là chỉ riêng lớp F thôi, nó không có thành viên nào khác lớp em không? Có là có ai? Giải quyết luôn đi, để học nói rồi xây dựng xong rồi cái lại không có có nghe học ghép là ai, những bạn nào học ghép với lớp F tính tên giùm cô. 1, 2, 3 em lớp nào? 46 bạn kia, 46 luôn bạn kia. Bốn mấy à? 46 luôn phải không? Rồi bây giờ là ba bạn là đang bây giờ cái nhóm này thì nửa sao nè, cho nên là nó cũng không có khó như là cái lớp khác mà em khi mà em chia nhóm thì em sẽ ghép bạn vô cái nhóm nào đó, có thể là ghép ba bạn thì chung một cái nhóm luôn để nhưng mà để thống nhất cái lịch coi như thế nào đó nha. Rồi em chia ba bạn thì vô chung một cái nhóm nào đó, nhưng mà cũng theo tiêu chí là 10-12 người. Đúng, thực tập cộng đồng đó. Rồi mấy em tự học thì nãy giờ cô nói rồi à. Bây giờ cái là mình giải quyết ở đây là thực hành cộng đồng. Thì ba bạn này em coi là lúc mà em chia thực hành cộng đồng á, em cho ba bạn này vô chung một cái nhóm nào đó, em chung một nhóm, nhưng mà đảm bảo là ai xin lỗi, tại vì thực hành cộng đồng là ba bạn này không có đi, đúng không? Ba bạn này không có đi thực hành cộng đồng. Như vậy thì nếu như cái nhóm nào mà em chia thực hành cộng đồng thì không, thực hành cộng đồng 1 có đi không? Bạn dưới kia